Đối diện cái hàng rào này mình có miếng đất cát này nè, là đã lên thổ cư rồi. Bề ngang 15, bề sâu vô 45. Bề ngang 15, bề sâu vô 45 nha. Chủ đang gửi hết luôn là 6 tỷ 3. 6 tỷ 3. Còn thương lượng nhẹ. Mua lẻ cũng bán nữa. Đang xẻ ra 3 lô, một lô là 5 mét. Một lô là 2 tỷ 1 còn thương lượng. Đường này đường Phước Toàn đây, chạy 1 cây số ra tới quốc lộ 1A. Hướng mình là hướng chánh tây luôn. Hướng chánh tây. Đường này chạy thẳng qua là đi qua đường tỉnh lộ 835C, đi qua cầu Bà Đắc, qua chợ Phước Vân. Hướng mình là hướng tây, hướng mặt trời lặn nha. Đây là ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đất này là đất thổ cư, là đất ở rồi đó, sổ riêng luôn. Một lô như vậy là 5m nha, 545. Mà trước đó là Văn Thanh có quay là 2 tỷ 3 đó. Bữa nay người ta đang cần tiền nên người ta chịu hạ xuống một nền như vậy là còn 2 tỷ 1 thôi. Từ 2 tỷ 3 hạ còn 2 tỷ 1. Rồi bà con mình nhanh tay nha. Xin chào bà con. Số điện thoại Văn Thanh để lại luôn. Số điện thoại của Văn Thanh cũng là Zalo, là Viber luôn đó. Số điện thoại Zalo Viber luôn nha. 078 666 8368. Văn Thanh đọc lại nha. 078 666 8368. Văn Thanh xin chào nha.